Thơm cực kỳ luôn. Đó, mình xào đến bây giờ cái bí này nó phải mềm ra mới được. Bí đỏ này xào ăn, các bạn nhớ ăn với tỏi, bí đỏ xào tỏi rất là tốt, và ăn tỏi thì nó sẽ chống cho mình cảm cúm, và mình ăn cái bí này nó sẽ chống cho mình đỡ đau đầu. Các bạn ơi, hay đau đầu thì ăn bí đỏ này rất là tốt rồi. Nhà mình thì rất là hay ăn bí đỏ, nhưng mà bí đỏ thì có khi bữa thì xào tỏi, bữa thì nấu canh, hầm xương. Đấy, bí đỏ này càng xào càng nhiều tỏi càng ngon nhé các bạn nhé. Cái bí đỏ này nó ưa xào tỏi các bạn ạ. Bí đỏ lại ưa tỏi lắm, thì gọi là lá cho lẫn quả cũng phải cứ phải nhiều tỏi ăn đúng không? Mình rất thích ăn bí đỏ cũng như là bí đỏ mà bí bào tử đấy các bạn.
Đó, bia còn non non đấy, ăn cũng ngon lắm các bạn ạ. Xem nào, mình ăn thử xem có ngon không nhé. Ngon các bạn, ngon, vừa ngon vừa nó lại vừa béo, nó lại vừa ngậy. Thì béo vừa ngậy, lại có cái bí này nó ăn nó lại còn có cả hương vị ngọt ngọt nữa các bạn nhé. Ngon 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 lắm. Ngọt ngon ngậy ngậy mặn mặn ngọt ngọt ngậy 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 ngon ngon các bạn. Quá ngon luôn. Cái điện của nhà mình nó hơi tối, nó hơi tối một chút. Ngon lắm các bạn ạ. Cực kỳ ngon luôn. Đó, bây giờ mình tắt bếp. Mình sẽ múc vào đĩa các bạn nhé. Đó. Rất là ngon. Thấy ngon không? Chưa? Đó, rất là ngon. Ngon tuyệt vời các bạn ạ. Đó. Mình xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video lần sau chúng ta cùng nhau gặp nhau theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình nhé các bạn.